Video này mình giới thiệu các bạn một chiếc USB tổng hợp các mạch điện ứng dụng thực tế và tài liệu tham khảo về điện điện tử, cơ khí. Đây là file thực tế có bên trong chiếc USB này. Ở đây là file hình ảnh các mạch điện thực tế mình đã vẽ. Rất nhiều mạch điện cơ bản và mạch điện ứng dụng hàng ngày. Đây là thư mục chứa sách tài liệu cơ khí, tài liệu điện lạnh, các bạn lấy USB liên hệ vào link mình để bên dưới video.